Diễn viên Minh Dũng giả gái, một đời cô đơn, mê nghệ thuật nhưng tay trắng, phải bán tóp mỡ mưu sinh. Có lẽ Trịnh Minh Dũng không phải là cái tên quá xa lạ với những khán giả yêu mến sân khấu kịch Thành phố Hồ Chí Minh. Người mến mộ đã quá quen với những hình ảnh giả gái cùng giọng nói hài hước, cách diễn dí dỏm của nam diễn viên trên các sân khấu kịch cũng như các video anh đăng tải trên mạng xã hội. Nhưng ít ai biết, Minh Dũng cũng từng có một thời đảm đương vai chính cực ngầu và khí phách trên màn ảnh Việt. Cụ thể, Minh Dũng gia nhập vào trào lưu đang gây sốt mạng xã hội, bắt nguồn câu hát năm 90 mấy tôi là diễn viên đóng TV nổi tiếng. Khán giả được dịp ngỡ ngàng khi nam nghệ sĩ chia sẻ hình ảnh của bản thân trong quá khứ. Anh từng đóng vai chính hai tập phim của chương trình Cổ tích Việt Nam, gồm tập Cậu học trò và Ba con quỷ và tập phim Tam và Tứ. Minh Dũng và cố nghệ sĩ Lê Bình là cặp bài trùng ăn ý trong các vở diễn. Anh ghi dấu trong lòng khán giả vẻ ngoài chân chất nhưng thông minh lanh lợi. Tập phim Cậu học trò và Ba con quỷ cũng là một trong những tập phim nổi tiếng nhất của series Cổ tích Việt Nam. Nói về Minh Dũng, nam nghệ sĩ đã có khát khao nghệ thuật từ lúc còn nhỏ. Sau khi xem những tuần cải lương trên TV cùng mọi người trong xóm, Minh Dũng đã hứng thú với môn nghệ thuật này. Sau đó, anh được những cô trong xóm dạy học hát, học múa. Sau khi tốt nghiệp trung học, nam diễn viên đi ngược với mong muốn của ba mẹ mà chọn thi nghệ thuật. Dù lúc đó mẹ anh cũng buồn và thất vọng, nhưng bà chưa từng cấm cản con trai đến với nghệ thuật. Nhưng con đường nghệ thuật của Minh Dũng không mấy suôn sẻ, đồng lương của môn nghệ thuật sân khấu quá ít ỏi để trang trải cho đời sống của nghệ sĩ. Trong chương trình Đời nghệ sĩ, Minh Dũng kể bản thân cảm thấy chạnh lòng khi một người đồng nghiệp từng khuyên anh nên bỏ nghề. Nam khách mời thuật lại câu nói ám ảnh của mình: "Tôi nghĩ Dũng nên tìm một nghề khác, nghề diễn của Dũng đã hết rồi." Lời nói đó đã khiến nam diễn viên phải trăn trở và nghĩ rằng phải chăng mình đã không còn duyên với nghề nữa. Sự bạc bẽo của nghiệp diễn không làm vơi đi niềm đam mê với sân khấu trong con người Minh Dũng. Anh sẵn sàng làm thêm nghề phụ, nghề tay trái để kiếm tiền trang trải sinh hoạt và tiếp tục theo đuổi ước mơ. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và Minh Nhí là những người luôn đỡ đần cho nam diễn viên tiếp bước con đường nghệ thuật. Bà chủ sân khấu kịch Phú Nhuận luôn tạo điều kiện và trao cho Minh Dũng những vai diễn phù hợp với anh. Hơn 20 năm đi diễn, Minh Dũng chia sẻ mình đã đóng rất nhiều thể loại kịch và đủ loại vai diễn lớn nhỏ, từ người già đến giả gái, nhưng vẫn không nổi tiếng được. Nam nghệ sĩ chua chát chia sẻ với tờ Vietnamnet: "Tôi chẳng có gì, tôi không nhà, không xe, không có tiền mà cũng chẳng có tiếng. Tôi không có dư thì đành, thỉnh thoảng túi không còn một đồng, phải mượn bạn bè đôi trăm, một triệu cho qua bữa. Những lúc hết tiền, tôi có động lực làm đậu phộng tấp mở bán, nhưng cũng nghệ sĩ lắm, bữa bán bữa nghỉ thôi." Vất vả là thế, Minh Dũng vẫn giữ được tình yêu với sân khấu. Nhiều lúc anh cũng mong tổ nghiệp có thể phù hộ cho mình thêm chút nữa để anh có thêm nhiều cơ hội được cống hiến cho khán giả nhiều hơn. Hiện tại song song với hoạt động nghệ thuật, Minh Dũng kinh doanh online để nuôi mẹ già. Nam diễn viên thường cười bảo: "Dù nghèo vẫn nuôi nổi mẹ." Câu nói khiến khán giả vừa xót xa vừa ngưỡng mộ trước tinh thần lạc quan của anh. Trên trang cá nhân, người ta thấy một Minh Dũng rất khác. Anh thường giả gái mang tiếng cười cho công chúng. Những nội dung hài hước rất theo thời và lối diễn duyên dáng của anh hút hơn 117.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội TikTok. Có lẽ cuộc đời đầy thăng trầm đã khiến Minh Dũng nhận ra những đức tính quý giá, đó là lòng khiêm tốn và sự kiên nhẫn. Giờ đây Minh Dũng luôn lạc quan và đem đến năng lượng tích cực cho người yêu thương và mến mộ anh. Góc khuất ít ai biết về Minh Dũng: từng không được gia đình ủng hộ theo đuổi nghệ thuật, Minh Dũng phải một mình bươn chải. Thu nhập của một diễn viên lận đận trên con đường sự nghiệp không đủ để anh lo cho cuộc sống. Vì vậy nam diễn viên quyết định phải có thêm nghề tay trái là bán hàng online. Dù liên tục tìm đủ mọi cách, tung hết chiêu trò để lôi kéo người xem, nhưng Minh Dũng vẫn rất khó khăn trong việc bán được sản phẩm. Đã vậy, nam diễn viên còn thường xuyên bị bom hàng. Ở vai trò của một diễn viên, Minh Dũng cũng không có được nhiều thuận lợi. Mặc dù luôn sống hết mình mỗi khi bước lên sân khấu, nhưng cái tên của anh chưa tạo được ấn tượng với khán giả. Nam diễn viên chia sẻ, có những lúc được diễn vai thứ 9, nhưng vì một lý do nào đó, tên của anh lại không được giới thiệu với công chúng. Có lẽ ông Tổ chưa cho Minh Dũng một cánh cửa để thực sự bước vào thế giới nghệ thuật. Nam nghệ sĩ vẫn giữ tinh thần lạc quan, tích cực khi đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Trong chương trình Đời nghệ sĩ, Minh Dũng kể bản thân cảm thấy chạnh lòng khi một người đồng nghiệp từng khuyên anh nên bỏ nghề. Nam khách mời thuật lại câu nói ám ảnh của mình: "Tôi nghĩ Dũng nên tìm một nghề khác, nghề diễn của Dũng đã hết rồi." Lời nói đó đã khiến nam diễn viên phải trăn trở và nghĩ rằng phải chăng mình đã không còn duyên với nghề nữa. Trong buổi trò chuyện, Minh Dũng kể từng có thời điểm anh không nhận được lời mời tham gia diễn xuất nào. Chính điều đó khiến nam nghệ sĩ quyết định gọi điện xin vai, nhưng lại nhận lấy thái độ hằn học từ đối phương. Trước tình huống này, nam khách mời tổn thương và nghĩ, mình tới mức này sao? Nghệ sĩ Minh Dũng mong mọi người hiểu tính cách và ủng hộ mình trên con đường nghệ thuật. Dù gặp không ít trắc trở, song anh vẫn giữ tinh thần lạc quan để đối diện, cứ cho đi và không mong cầu được nhận lại. Mình cảm thấy cuộc sống thoải mái, đủ so với bản thân mình. Ở hiện tại thì bản thân mình sẽ cảm thấy hạnh phúc, khách mời bày tỏ. Quan điểm sống của nam diễn viên vẫn là những điều tích cực trong cuộc sống. Dĩ hòa vi quý là tiêu chí mà nghệ sĩ Minh Dũng đặt lên hàng đầu. Anh mong muốn có một cuộc sống bằng phẳng, không gây hiềm khích với bất cứ ai. Thông qua chương trình, Minh Dũng hy vọng là mọi người sẽ hiểu được tính cách con người của mình. Anh trải lòng, nếu như có điều gì không phải, Minh Dũng mong rằng mọi người bỏ qua cho.